Chào các bạn, hôm nay Ngọc Anh sẽ quay cho các bạn xem một cái model máy rửa xe cao áp của Bosch. Máy này khá là bự ha. Và model của nó là GHP5-55. Cái model này là model cao áp chuyên dụng cho trong nhà máy. Ngọc Anh để kế bên một cái máy xịt rửa gia đình để cho các bạn xem. Hàng của Magita, các bạn so sánh cái kích thước của nó ha. Ngọc Anh thì công ty nhiệt của Việt thì cung cấp cả hàng Bosch và hàng Magita. Nó cái máy này được đặt trong cái thùng nó rất là bự này. Cái thùng rất là bự thì nó cũng đơn giản là đây có những phụ kiện này các bạn. Súng, một cái súng. Súng thì chắc chắn rồi, súng nó chuyên dụng hơn. Và con thấy được là nó chắc chắn và đẹp hơn rất là nhiều so với là cái súng xịt thông thường. Và đây cũng vậy nữa, một cái đầu xịt hàng công nghiệp mà. Hàng công nghiệp thì nó phải khác rồi. Và trong đây còn gì nữa, hướng dẫn sử dụng. Và có một cái ngàm nhựa gì ở đây. Đơn giản vậy thôi. Cái máy nó chỉ đơn giản vậy thôi, cũng không có gì nhiều. Đây, anh quay cái này cho các bạn xem nhé. Đi hơi chạo một xíu này. Đây các bạn, đây thông số của nó này. Model này được được sản xuất tại Ý các bạn ơi. Hàng sản xuất tại châu Âu đàng hoàng. Sản xuất tại châu Âu, Made in Italy. Và còn những thông tin nào nữa? Ở đây có 8.3 lít một phút lưu lượng. Có áp suất. Thôi Ngọc Anh sẽ quay cái catalog cho các bạn xem. Sẽ đọc thông số cho các bạn xem. Đây là thông số của máy. Máy xịt rửa cao áp. Công suất là 2200W, lưu lượng định mức là 500 lít một giờ. Áp lực nước định mức là 11,5 MPa. Độ dài dây điện là 5m. Độ dài ống dẫn là 8m. Trọng lượng là 22 kg. Phụ kiện bao gồm là bán phun ống cao áp, vòi phun và thùng giấy. Đó là những cái gì mà Bosch ghi trên catalog. Đây sợi dây của nó đây. Wow, dây này chắc lắm các bạn, rất là chắc chắn ha. Dây áp lực cao, chịu từ nhiệt độ từ âm 20 độ C đến 100 độ C và áp lực chịu là 30 MPa. Dây nhìn rất là chắc chắn. Thì đây là cái model máy xịt rửa áp lực cao của Bosch và Ngọc Anh chuyên bán cho các nhà máy trong khu công nghiệp. Cái này các nhà máy trong khu công nghiệp thì mới sử dụng thôi các bạn. Còn anh em mà sử dụng gia đình ở nhà thì không cần phải mua những cái máy như vậy, chỉ cần mua máy nhỏ như vậy là đủ. Cảm ơn anh em rất là nhiều đã theo dõi và Ngọc Anh sẽ tiếp tục chỉ quay đơn thuần là quay cho các bạn xem thôi ha. Những cái model máy của Bosch cũng như là những cái hàng của Magita mà nhiều của Việt phân phối. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.